Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một miếng đất có căn nhà cấp 4 rất rộng ở trên miếng đất. Thì miếng đất này bề ngang khoảng 9m9, chạy dài khoảng hơn 60. Tổng diện tích miếng đất này là 624m, trong đó có 270m là thổ cư. Đường trước nhà là đường 4m, xe ô tô về tới vị trí đất và vị trí nhà được ha. Thì đây thì khu vực này đường nhân sinh, dân sinh sống rất là nhiều. Ở đây là gạch xà no cạn của xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nó nằm ở gần đường dẫn cầu Vàm Sáng và đường 61C ha. Cầu Vàm Sáng chạy qua 61C nằm đoạn giữa. Thì cái vị trí đất thì từ cái miếng bức tường bên đây, xanh bên đây ha, nó sẽ đi qua tới miếng bên nhà này, đó, quay quanh đây, đó, tới bên đó là mặt tiền là 9m, chạy dài 6 mấy mét, thì có 640 mấy mét, có 270 mét là thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Thì đó, ở đây bên hông còn một cái lối trống đi thẳng ra sau luôn. Nhà thì còn trên đất thì có nhà cấp 4 còn cũng 60-70% nha, còn mới cỡ 60-70%. Đây là cái phòng khách cặp bên có cái phòng ngủ luôn. Đó, phòng khách rất là rộng rãi, thoải mái. Có bộ ghế rồi luôn. Nhà này cũng còn rất là mới. Nếu quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu cái nền đất mà có căn nhà cấp 4 rộng, có 3-4 phòng ngủ, 4-5 phòng ngủ luôn, trên trần đóng lau phông đồ ha, thì nhà cũng còn cũ, cũng còn mới, cũng còn cả 6-70%. Đó, phòng thì rất là rộng rãi luôn, phòng ngủ rất là rộng rãi. Một căn nhà cấp 4 rất là rộng, gian bếp cũng rất là rộng luôn. Ở nhà chính này thì có hai phòng ngủ nè. Cặp bên hông phía mấy bên kia thì lại có một cái phòng cặp bên. Chỗ này là khu gian bếp. Một gian bếp bề ngang khoảng 8m. Bề qua khoảng 4m. Bên hông này có một cái phòng rất là rộng rãi, thoải mái. Có cửa ở phía trước lộ. Thì chủ đang có nhu cầu bán cái miếng đất có căn nhà cấp 4 này, thì giá bán dao động khoảng 1,850 tỷ là sẽ sở hữu ngay. 624 mét, ở sao có trang trại ở sao luôn, ở ở đây cũng có một cái phòng ngủ ở đây nữa nè. Đó là tính ra căn nhà này khoảng 4 phòng ngủ, rất là rộng rãi thoải mái. Ở sau có trang trại này chăn nuôi luôn nha. Đó, còn đây là khu gia phía sau nhà. Nhà thì rất rộng nhưng mà có một cái nhà vệ sinh à. Ở trong vườn thường thường thì người ta cắt nhà vệ sinh rất là ít. Đó, nguyên cái trang trại chăn nuôi. Thì có sẵn cái trang trại chăn nuôi ở phía sau luôn. Một căn nhà rất là rẻ. Một miếng đất có căn nhà bán với giá là chỉ có là 1,850 tỷ, 600 mét, 624 mét, có 270 mét thổ cư, còn khu vườn ở đằng sau nữa nha. Đi dài ra sao, đây là tới hết trang trại phải không, đi dài ra sao còn nguyên một khúc vườn ở đằng sau này nữa. Thì từ mí mương này nó sẽ qua tới mí nửa mương bên đây. Đó, chạy thẳng ra ở đằng sau nữa, còn đi dài ra đằng sau cho quý cô chú anh chị em mình xem. Thì đất này thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, cách chợ Vàm Sáng đâu đó tầm khoảng chừng 1 km, cách đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 800 mét. Về đại học Nam Thơ đâu đó tầm khoảng chừng 4 km, 5 km, thì ra tại FPT, bệnh viện ung bú ha, bệnh viện tim mạch quốc tế SIS ha, hay là bệnh viện nhi đồng đồ,
ra tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì nó khoảng 6 km, rồi chúng ta ra tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây thì đi thẳng ra tới ngoài đây, dài ra đây đó, ganh bên đây nó đi quanh đây là 8 mét mấy, ở đằng sau thì nó hơi nhỏ lại tí xíu. Thì một miếng đất rất rộng đang quay về hướng tây bắc, một miếng đất mặt tiền mà nó 9 mét 9, gần 10 mét đó, mà chạy thẳng ra cỡ 60 mấy mét thì tổng diện tích thì có 624 mét. Thì ở đây bán kính trong vòng 1 km là cũng đầy đủ tiện ích hết, là chợ, trường học và siêu thị. Còn nếu về tới trung tâm Cần Thơ thì nó khoảng 6 km. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu quan tâm sở hữu một miếng đất mà có căn nhà cấp 4 còn 60-70%, còn ở im và có có trang trại ở phía sau, thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400040, sẽ trực tiếp dẫn với cô chú anh chị em đi coi. Khi vừa ý thì trực tiếp mình gặp chủ, mình thương lượng về giá cả ha. Một cái miếng đất có căn nhà cấp 4, có trang trại chăn nuôi ở phía sau sẵn luôn, thì bán chỉ giá là 1,850 tỷ. Giá này là giá chủ không bớt và bán buông đuôi nha, chủ bán không bớt và chủ buông đuôi luôn, không thương lượng. Nếu quý cô chú có tới 4 phòng ngủ thì lộ thì lộ ô tô, cách lộ quốc lộ 61C tầm khoảng cách đường dẫn lộ 61C tầm khoảng chừng 200 m là chúng ta tới lộ 61C, và một cái con lộ ở phía trong nữa là con lộ của Dầm Sáng chạy về cái Ba Láng, là nó khoảng 400-500 m. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.